Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Kỷ Mão, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ ngày Kỷ Mão, tức chi khắc can, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm thành đầu thổ Kỷ Tuổi, Quý Dậu, Ất Dậu, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là Tuổi, Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành mộc cục, xung với Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Tân Dậu, Ất Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao Nguyệt Ân, tốt mọi việc, sao Âm Đức, tốt mọi việc, sao Phổ Hộ, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, xuất hành, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Ân, tốt mọi việc, sao Thiên Thủy, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nhân Cách, xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao Phi Ma Sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao Huyền Vũ, kỵ về an táng, sao Sát Chủ, xấu mọi việc, sao Lộ Ban Sát, kỵ về khởi công, động thổ. Và đặc biệt là ngày 31 tháng 5 năm 2021, tức là ngày 20 tháng 4 năm Tân Sửu này, ngày này là ngày Sát Chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ, vì vậy không nên làm các công việc trọng đại bất kể đối với tuổi gì trong ngày hôm nay. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có sự vô lễ, nhắc nhở bạn cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, nếu không bạn sẽ vô tình phạm phải lỗi với người lớn. Nhất là đối với những câu nói bông đùa, chỉ nên nói với người ngang hàng mà thôi. Và với bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, nhờ có được thiên ân nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Tý trở nên sáng tạo hơn. Và trước khi chỉ ra bất cứ vấn đề nào trong ngày hôm nay, bạn hãy nghĩ đến những giải pháp tiềm năng. Bạn có thể trở thành một nhân vật quan trọng nếu như bạn tránh được việc chỉ trích, soi mói, đánh giá người khác.
Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày cung ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh, có được góc nhìn về một người khác, từ đó bạn trở nên một người thấu hiểu hơn, biết cách giữ mối quan hệ được hài hòa, bạn hạn chế được việc đánh giá vấn đề quá chủ quan. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, bạn đang trở nên quá tự tin vào bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hãy tìm hiểu gốc rễ vấn đề của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, vượt qua khó khăn ở hiện tại, bạn sẽ trưởng thành. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, cân nhắc hơn trong các lựa chọn để diễn đạt. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, có thêm sự mới mẻ thú vị thu hút. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 9, số 34, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021, xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài hỗ trợ, cho nên công việc làm ăn của bạn tuổi Sửu thêm phần được hanh thông, nguồn thu lúc này đã đổ về nhiều hơn, thậm chí có người làm công ăn lương may mắn còn nhận được thưởng trong thời gian này nữa. Nếu như với bạn tuổi Sửu muốn xem đối tác làm ăn thì lúc này cũng được xem là thời điểm phù hợp cho bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn lại đang có dấu hiệu không được tốt. Có thể những trận cãi vã đã đẩy hai người ra xa nhau, tình cảm rạn nứt và khó có thể là lành lại được. Thậm chí hai người đang tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện, và với bạn tuổi Sửu, bạn cũng là người hay lo lắng thái quá và bạn cũng nên tìm cách để hâm nóng tình cảm của hai người nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, ngày này xem tử vi chỉ ra rằng ngày 31 tháng 5 năm 2021, tức là ngày 20 tháng 4 năm Tân Sửu này, ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu, không nên tiến hành làm các công việc trọng đại trong ngày hôm nay như là xuất hành, khai trương, cưới hỏi, xây dựng về nhà cửa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tại sao bạn lại cho người khác có quyền lựa chọn khi họa sai? Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, với những lý lẽ mang tính ngụy biện của bạn không được ghi nhận. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, bạn không nên quá giới hạn bản thân mình trong khuôn khổ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, bỏ qua những lời đánh giá chủ quan về bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, hãy kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 9, số 20, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có tam hội hỗ trợ cho bạn, cho nên có thể với bạn đang chìm đắm mình trong những tư tưởng thú vị nhất trong đời sống. Và nếu như bạn tuổi Dần muốn mọi thứ diễn ra như thế nào thì hãy cứ thử bắt đầu bằng việc mơ ước tham vọng xem sao. Khi đó có mục tiêu của mình thì chắc chắn bạn sẽ biết cách làm như thế nào để thực hiện nó. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh, nhắc nhở cho bạn tuổi Dần đừng có giấu đi những điểm yếu của bản thân mình. Bạn hãy tự hào vì những khuyết điểm ấy và cho cả thế giới thấy rằng bạn đang nỗ lực để chuyển mình theo chiều hướng tốt đẹp. Nhờ thế mà bạn mới có thể
có được cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống này. Và ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa không nên dành quá nhiều thời gian để tụ tập bạn bè. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ suy nghĩ cố chấp, không nghe theo ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc không được lòng tập thể, hãy sửa đổi tính xấu của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim nên chú ý để tình hình sức khỏe của bản thân mình tốt hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 9, số 11, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão bước sang ngày này, những người xung quanh bạn hành xử một cách lạ lùng, khiến cho bạn cảm thấy khó hiểu khi trong ngày đang có sự xuất hiện của tỵ kim chiếu mệnh. Tuy nhiên, thực tế thì trong mắt đối phương bạn cũng như vậy đấy. Thế nên với bạn tuổi Mão hãy học cách suy nghĩ tích cực về những người khác nếu như bạn muốn họ đối xử tốt với bạn như vậy. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này sẽ không tốt cho sức khỏe hiện tại của bạn. Có thể vì muốn giảm cân cho nên với bạn tuổi Mão đã cắt giảm những bữa ăn của mình. Thực tế, việc này không hiệu quả mà còn làm cho bạn yếu ớt hơn nữa. Bạn hãy ăn uống khoa học và đúng cách sẽ giúp cho bạn trở nên khỏe mạnh và săn chắc hơn trước. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão, ngày này mọi việc với bạn đều tốt. Tốt nhất là các vụ việc về khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào giếng, khai mương rạch, các vụ việc làm thủy lợi, khai trương, dọn cỏ, phá đất. Vì vậy với bạn tuổi Mão nên sắp xếp công việc để thực hiện cho thật tốt. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, đừng cố nắm giữ những quan điểm sai lầm. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, đừng cố phân tích cho người không hiểu chuyện. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, tránh việc đối đầu với tiểu nhân. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, sự trì trệ sẽ khiến cho bạn không chạm được tới cơ hội mới. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, hãy lựa chọn nơi mang tới cho bạn sự bình yên. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 9, số 10, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lá, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mạo Thìn tương hại. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Thìn phải quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt vì nó có thể gây ảnh hưởng lớn trong vận trình của bạn ngày hôm nay. Và hôm nay cũng không hề tốt cho các quyết định. Bạn tuổi Thìn nên cân nhắc cho thật kỹ, không nên vội vàng chút nào được. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn trong ngày hôm nay. Có thể ăn nên làm ra, nếu như bạn muốn bắt tay vào việc gì đó thì hãy thực sự hành động đi thôi. Bạn hãy đừng mong rằng mình làm gì cũng đúng ngay, cơ hội đang có, hãy thực hiện. Nếu sai thì cố gắng sửa chữa, làm lại với quyết tâm cao hơn. Bạn có cơ hội để học hỏi kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn.
Ngày này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, cái điều này sẽ không tốt cho việc bắt đầu một mối quan hệ mới của bạn. Sẽ có những buổi hẹn hò bạn cảm thấy vui vẻ, nhưng đó có thể chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Bạn tuổi Thìn chớ nên mơ mộng quá xa xôi vào lúc này. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc gặp phải nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, dễ gây mất lòng cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không nên đưa ra những quyết định về đầu tư. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, chú ý quản lý về tài sản, tránh bị thất thoát. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 8, số 11, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ hai này, bạn nên chiều chuộng bản thân mình một chút là tốt, nhưng quá mức lại không hay chút nào, bởi trong ngày đang có sự xuất hiện của thương quan ngăn trở. Và hôm nay bạn tuổi Tỵ phải đưa mình vào kỷ luật, phải nghiêm túc với chính bản thân mình nếu như bạn muốn có được những thành quả tốt cho công việc, cuộc sống của mình về tương lai. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bạn để cải thiện về tình hình sức khỏe hiện tại. Bạn đã quan tâm nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện và cải thiện việc ăn uống. Thời gian này có người còn có được thân hình như mình mong muốn nữa. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm Tân Sửu và theo Hải Thượng Lạn Ông, hôm nay nhân thần ở phía trong của khờ thắt lưng trên, phía trong khớp cổ chân và mu bàn chân. Vì vậy với bạn tuổi Tỵ nên tránh làm tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, hãy tập trung vào nhiệm vụ hiện tại. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, không nhận được sự ủng hộ của mọi người, hãy nhìn lại bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nên mở rộng các mối quan hệ, học cách làm việc theo nhóm. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, trao đổi để đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, vướng phải mâu thuẫn hoặc là tranh chấp với đồng nghiệp. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 50, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Mão Ngọ tương phá. Cái điều này sẽ không hề tốt cho những dự định của bạn trong lúc này, và nhất là đối với những việc quan trọng thì với bạn tuổi Ngọ nên để tới dịp khác để tiến hành. Khi bạn có đầy đủ những thông tin hơn, góc nhìn được mở rộng hơn thì lúc đó cơ hội thành công sẽ cao hơn với bạn. Và trong ngày này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Ngọ hãy dùng sự tử tế, cảm thông là vũ khí sắc bén để xây dựng mối quan hệ, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn trong ngày hôm nay. Tình bạn chỉ tốt đẹp khi được xây dựng trên những nền tảng chân thành, tử tế mà thôi, hẳn bạn cũng biết điều này. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, và đây là dịp tốt để cho bạn có được một khởi đầu mới cho việc cải thiện về tình hình sức khỏe của mình. Bạn hãy thử việc chạy bộ,
tới phòng gym hay là tham gia lớp tập yoga mà đã có dự định nhưng chưa có cơ hội để thực hiện bạn tử ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim có tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, hãy cẩn trọng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy không nên đưa ra những quyết định nóng vội. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa có lời mời ăn uống hoặc được là ăn ngon miệng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, dễ làm mất lòng người khác vì không chú ý lời ăn tiếng nói. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 18, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ hai này đang có được những cảm xúc lãng mạn, chính là linh hồn trong ngày hôm nay của bạn tuổi Mùi khi bạn đang gặp được ngày có tam hợp phù trợ. Bạn tuổi Mùi có thể khám phá chính những điều thú vị trong tâm hồn của mình cũng như là những người mà bạn yêu thương. Bạn đừng có quên rằng có rất nhiều cách khác nhau, có những ngôn ngữ khác nhau để biểu đạt cảm xúc của mình nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi, nhân khi có thiên tài chiếu mệnh, với bạn tuổi Mùi nên thực hiện các kế hoạch liên quan tới vấn đề tiền bạc, thậm chí đó là khởi động cho một dự án đầu tư mà bạn đã tìm hiểu từ lâu, bạn đã cảm thấy an tâm khi tiền của mình vào đó. Tuy nhiên, bạn tuổi Mùi cũng chớ nên tham lam mà vay mượn quá nhiều tiền bạc, chỉ nên sử dụng tiền vốn có của mình và có khả năng chi trả, xoay vòng được. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy vấn đề sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu bị giảm sút, không được nghỉ ngơi đủ, cho nên bạn thường xuyên cảm thấy đau đầu, buồn ngủ và cơ thể mệt mỏi. Lúc này bạn nên đi ngủ sớm để nhanh chóng được hồi sức. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim nhớ tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy tình cảm được cải thiện rõ rệt. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa đừng để sự sợ hãi lấn át tâm trí của bạn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ hãy tin vào người đang hướng dẫn bạn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc tự tin thái quá, không nghe theo sự góp ý của bất cứ ai. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 47, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ hai này nhờ có được chính quan tương trợ, cho nên với bạn chẳng có gì có thể qua nổi được mắt của bạn trong ngày hôm nay, kể các chi tiết nhỏ nhặt nhất, vụn vặt nhất đi chăng nữa. Dường như đây là ngày mà bạn tuổi Thân trở nên vô cùng nhạy bén, thông suốt với công việc, thế nên kết quả của bạn đạt được rất tốt nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, có những rắc rối liên quan tới mối quan hệ của bạn với nửa kia của mình. Bạn đừng có vội nghe theo những lời khuyên của người ngoài, vì họ không có góc nhìn đúng, họ chỉ đang mang quan điểm cá nhân của họ áp đặt lên bạn mà thôi. Và ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này, với bản mệnh tuổi Thân cần phải lưu ý là không nên trị bệnh ở hầu. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, tình hình công việc mọi lúc càng được cải thiện tốt hơn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, đừng có nhận định vội vàng qua một sự việc nào đó,
Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, hãy học cách nghỉ ngơi và ăn uống đúng cách. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, hãy tỉnh táo trong lựa chọn, cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, cố gắng hơn nữa dù phải đối diện với người nghịch cảnh. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 60, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, và đây là điểm báo không hề tốt cho công việc giao tiếp của bạn ngày hôm nay. Có thể vì chút hiểu lầm hoặc là đơn giản là ý kiến không đồng nhất với góc nhìn khác nhau mà nảy sinh ra sự tranh cãi. Khi việc đúng sai không rõ ràng thì với bạn tuổi Dậu, bạn nói nhiều cũng vô ích mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với mọi giao dịch của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay cần phải được tiến hành với một thái độ tập trung cao độ thay vì sự sao nhã, thiếu đi sự nỗ lực như bây giờ. Kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào những nỗ lực đầu tư của bạn cho công việc đấy. Ngày này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim mộc xung khắc, nhắc nhở bản mệnh tuổi Dậu nên tránh xa những quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Nhất là lúc này không nên cho vay mượn về tiền bạc, chắc chắn sẽ khó lấy lại. Bạn tuổi Dậu sẽ phải hối hận vì cho ai đó vay mượn tiền vào lúc này. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tính cách của bạn khiến cho người khác khó chịu. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đừng trách mắng người không có cùng quan điểm với bạn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy tự tin trong các quyết định của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, đừng có để ý tới lời nhận xét của những người khác. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, hãy chăm chỉ làm việc, bạn sẽ dễ thành công. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 8, số 21, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp giúp cho mối quan hệ của bạn tuổi Tuất với mọi người trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Và lúc này khá phù hợp cho bạn tuổi Tuất tụ tập gặp gỡ bạn bè để hàn gắn tình cảm với mọi người. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất, con đường tài lộc của bạn có được sự khởi sắc. Có người vừa nhận được lương nên tiền bạc rủng rỉnh, bạn cũng có thể mua sắm món đồ mà bạn mong muốn bấy lâu nay. Bạn sẽ có được cơ hội mở rộng việc kinh doanh, đầu tư trong thời gian này nữa. Ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về tình hình sức khỏe của bạn lại đang đi xuống, có thể vì căng thẳng kéo dài cho nên bạn thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ, không được tỉnh táo cho lắm. Bạn cần phải cố gắng đảm bảo giấc ngủ của mình mỗi tối được tốt hơn để cho sức khỏe của mình cải thiện tốt hơn. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, có người mang tới cho bạn gợi ý hợp lý. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, với những lời động viên của người khác giúp cho bạn tự tin hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, có một số rắc rối bạn tự vướng vào. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tình cảm của bạn càng ngày càng đi lên. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy,
chú ý về sức khỏe của bản thân, sinh hoạt điều độ. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 71, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ hai này, thầy tử vi chỉ ra rằng ngũ hành tam hợp xuất hiện trong thời điểm này khuyến khích bạn tuổi Hợi nên mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình, tìm hiểu những đối tượng mới, gia tăng các cuộc hẹn hò. Còn đối với những cặp đôi có cơ hội cao để hàn gắn lại tình cảm đã rạn nứt bấy lâu nay, có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng lúc này giúp cho hai người hiểu được nhau hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn gia tăng vị thế của bản thân mình. Ai đó nói với bạn rằng họ đang thay đổi nhưng hình như bạn không tin họ cho lắm. Tại sao bạn không thử nhận lại với họ một chút? Có thể với những thay đổi ấy chưa lập tức được thể hiện ra rõ ràng mà thôi. Bình tĩnh chờ đợi thêm xem sao bạn tuổi Hợi nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho tình hình về tài chính hiện tại của bạn rất nhiều. Có thể bạn đang được họa giúp sức cải thiện về những vấn đề mà bạn đang vướng phải, thậm chí có người còn nhận được tin thừa hưởng về tài sản nữa. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, đừng tỏ ra quá ích kỷ với bản thân mình như vậy. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, sự mộng mơ của bạn trong ngày hôm nay xem ra lại có lợi thế. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có thông tin mới mang lại cho bạn sự gắn kết về tình cảm giữa hai người. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, chú ý tìm cách làm mới tình yêu giữa hai người. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, hãy lên kế hoạch đi du lịch mùa hè cùng với người ấy bạn tuổi Hợi nhé. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 8, số 36, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.